Trong chapter 1014 trước đó, các đồng minh của Trevor đã lần lượt nghe thấy tiếng trống giải phóng từ con voi khổng lồ Junisa cho tới anh ba, người đang ngủ say bên cạnh các mỹ nhân cũng bị tiếng trống đánh thức. Âm thanh này thực chất là tiếng tim đập của Luffy mà theo lời chính phủ thì nó nghe rất là mắc cười. Đó là lý do Luffy vừa cười vừa nhảy múa như ngáo đá trên đỉnh sọ. Nhưng theo mình, Lũ đang cười vào mặt các fan One Piece 20 năm mà tên trẻ quỷ của nhân vật chính cũng không biết. Oda đã cho tất cả chúng ta ăn quả lừa to đùng khi Ngũ Lão Tinh tiết lộ tên thật của trái quỷ cao su. Nó không phải hệ Paramecia mà thuộc hệ Zoan, một trái Zoan thần thoại có tên Hitohito no Mimo, đồ thần mặt trời Nika, hay còn gọi là Chúa Hề. Người ăn trái này sẽ biến thành một chú bé đần sau khi thức tỉnh thì trở thành Chúa Hề. Đây là điều mà chúng ta vẫn thường thấy ở Luffy. Còn theo lời Ngũ Lão Tinh thì Nika sở hữu cơ thể mang đặc tính của cao su và có thể chiến đấu theo bất kỳ phong cách nào. Nó chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng vô hạn của tác giả mà thôi. Đạt đến cảnh giới thức tỉnh, nó lại càng đáng sợ hơn khi bạn cho cơ thể cao su đó thêm sức mạnh, độ dẻo dai và càng tự do hơn nữa, biến nó thành thứ sức mạnh lỗ bịch nhất thế giới. Doan thần thoại luôn bá đạo như vậy, trừ khi kẻ ăn là Orochi, hắn vừa bị thuộc hạ thân tín nhất thiếu sống ngay trong chap này. Trong khi đó, Luffy bắt đầu tổng quất Kaido để xả đô, cậu phóng ra hàng đống Haki báo vương dù mới cạn Haki trước đó. Chưa hết, sự tự do của Nika còn được thể hiện công việc Luffy sử dụng các gear trước thoải mái hơn, nhất là gear 4 không cần Haki vũ trang. Luffy vẫn bay được và biến các bộ phận thành khổng lồ tùy ý, chẳng cần thổi không khí vào nữa. Nhưng sự lỗ bịch của gear 5 là phong cách chiến đấu sặc mùi tôm và Jerry. Luffy tóm Kaido lôi lên mái nhà rồi quay vòng, quăng quật cơ thể rồng của ông ta không khác gì một con lươn. Bỏ qua chuyện cũ về gã CP0, Luffy thách thức Kaido đánh một trận cuối cùng, quyết định tương lai của thế giới. Bây giờ cậu đã tiến tới đẳng cấp khác, đẳng cấp ngang các tứ hoàng và cả thủy sư đô đốc, tiến tới vượt qua các thuyền thoại như Garp, Roger, Dấu Trắng. Và The Next Level, đẳng cấp tiếp theo, cũng chính là tiêu đề của chapter 1045 mới nhất. Không cần phải úp mở, Oda đi thẳng luôn vào vấn đề cho các anti kêu búp bẩn hiểu. Với sức mạnh mới, Luffy sẽ bón cho Kaido cả nồi cháo hành siêu to khổng lồ, bắt phải ăn bằng hết. Và không để anh em chờ đợi lâu nữa, ngay bây giờ mình sẽ gửi tới anh em những thông tin đáng chú ý nhất sẽ có trong chapter 1045 mới nhất của One Piece. Như đã hé lộ ở tuần trước thì tuần này One Piece sẽ có tranh bìa màu phác họa chi tiết hình dạng Gear 5 của Luffy. Anh em chịu khó 1-2 ngày nữa sẽ được thấy Lô bản Full HD không che. Trong trang màu còn có cảnh băng mũ rơm đang ngồi cùng nhau với những chữ cái đại dương tự do. Đây chính là ước mơ của thuyền trưởng con tàu Thousand Sunny mang cái đi Luffy. Cậu không muốn cai trị ai hết, Luffy muốn trở thành vua hải tặc chỉ đơn giản vì cậu muốn làm người tự do nhất biển cả. Như vậy thì tạo ra một đại dương tự do là mục đích cuối cùng, vì Luffy cũng chính là thần mặt trời Nika, chiến binh giải phóng cứu rỗi những nô lệ, những quốc gia bị đô hộ. Ở đâu có sự áp bức thì ở đó Nika sẽ xuất hiện, cứu rỗi những mảnh đời bất hạnh và mang lại tự do cho họ. Với tình hình hiện tại, tương lai Luffy tạo ra một đại dương tự do chính sẽ không còn xa nữa. Theo thông tin spoiler thì toàn bộ chương 1045 sẽ chỉ xoay quanh cuộc chiến giữa Luffy và Kaido mà không có bất cứ chi tiết phụ nào cả. Đã lâu lắm rồi Oda mới vẽ một chương full đánh nhau mãn nhãn thế này. Ngay cả trận chiến giữa hai siêu tôn tinh với tứ hoàng Big Mom còn điểm xuyên một vài kèo đấu phụ họa, nhưng lần này thì không hề. Một phần bởi toàn bộ các trận phụ họa đều đã ngã ngũ, kẻ có vai trò ngay sau Luffy bên phe phản diện là Orochi cũng đã nhận lấy kết cục xứng đáng dành cho hắn. Vậy nên Oda có thể thoải mái vẽ cảnh đánh nhau giữa Kaido và Luffy. Theo mô tả từ người cung cấp thông tin spoiler, đây là một trận rất vui, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn xem ảnh thay vì đọc tóm tắt như thế này. Theo mình hiểu, rất vui ở đây nghĩa là trận đấu này vẫn mang tính chất hoạt hình, hài hước như nửa cuối của chapter 1044 trước đó. Kaido trong tiếng Nhật nghĩa là cậu bé mạnh mẽ, nhưng đối thủ của ông ta lại là Joy Boy, cậu bé vui vẻ, cho nên ai rồi cũng phải tấu hài thôi. Kaido mà ở dạng rồng thì giống tứ hề hơn là tứ hoàng. Skill bắn toàn trượt, chỉ làm báo cát cho người khác test chiêu chứ chưa làm hại được ai ngoại trừ cánh tay của kỳ cư. Cho nên mình đoán sang chắc này ông ta sẽ phải biến thành dạng lai mạnh nhất để sử dụng chùy và haki. Nhưng vẫn có lúc Kaido tấu hài ở hình dạng này, ông ta lại tỏ ra vui mừng với Luffy còn sống. Thì không có gì lạ khi Kaido thỏa sức tận hưởng trận chiến, vô tư tấu hài cùng Luffy. Do vẫn chưa quen lắm với năng lực mới vừa được thức tỉnh nên Luffy ra đòn chủ yếu là đấm đá bình thường, đôi khi cậu vẫn sử dụng các kỹ năng mới toanh theo bản năng. Trong chiến đấu thì Lô có một bản năng cũng như độ nhạy bén cực cao, từ phình to bộ phận, tăng cường cơ bắp cho tới thay đổi môi trường tạo ra lợi thế cho mình. Dĩ nhiên cũng không thể bỏ qua khả năng đặc biệt biến Kaido thành nhân vật hoạt hình của Luffy. Trận chiến này vui theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nó vui nhộn bởi các chiêu thức kỳ dị cũng những biểu cảm có 102 của Kaido khi bị Luffy chạm vào. Nhưng ý nghĩa sâu xa hơn là cả hai người đều rất vui khi được chiến đấu với nhau. Cuối chap trước, Kaido đã bảo ông ta vui mừng khi Luffy còn sống, thậm chí xin lỗi Luffy vì chuyện của tên CP0.
Gà đầu không hề muốn chiến thắng một cách xấu xí như vậy, nên ông ta mừng vì được đánh lại với Lù một trận công bằng, nhất là khi Luffy khỏe mạnh như thế này. Ngược lại, Lù vui vì vừa được bố đẻ búp sống lại và lợi hại gấp đôi. Đánh tiếp với Kaido như này thì không vui mới là lạ. Sau một hồi giao chiến với nhau, Kaido cũng phát hiện ra năng lực của Luffy vừa được thức tỉnh, thậm chí còn phát hiện ra điểm bất thường của nó. Vị Tú Hoàng này nhận xét trái cây ác quỷ của Luffy rất khác thường, thì nó đồng thời mang đặc tính của cả hai hệ khác nhau. Luffy vừa có thể biến môi trường thành cao su như những trái quỷ Paramecia thông thường khác, lại vừa biến đổi người dùng như tính chất của hệ Doan. Với kinh nghiệm chiến đấu của mình, Kaido từng nhận xét Gear 4 Snake Man của Luffy là kỳ lạ khi chiêu thức cậu sử dụng vượt quá khả năng của cao su. Và ông ta đưa ra một suy luận nó mang cả tính chất của hệ Doan. Phải nói rằng Kaido cũng vô cùng tinh tướng dù không biết bản chất thật của trái Gomu Gomu no Mi. Tên thật của nó là Hitoi Tonomi Modo Nika, một trái Doan thần thoại. Tuy nhiên thần thoại đến mấy thì sức mạnh thức tỉnh cũng chỉ của một hệ, cụ thể ở đây là hệ Doan. Nhưng ngoài khả năng phục hồi siêu hạng, tăng cường sức mạnh cơ bắp và biến đổi bản thân người dùng, Lù lại làm cho môi trường xung quanh biến thành cao su, mà đây vốn dĩ là sức mạnh thức tỉnh của hệ Paramecia. Như video hôm trước, mình đã phân tích khá kỹ càng về chủ đề này để hiểu tại sao Ngũ Lão Tinh gọi đó là thứ sức mạnh lố bịch nhất thế giới. Và cơ sở quan trọng nhất để chính quyền thế giới đánh lừa tất cả, đổi cả tên lẫn hệ của trái Nika chính là sự vô lý của nó. Đây là một trái quỷ lai giữa cả hai hệ. Ta mới thấy người ăn trái Doan có dạng lai thì giờ thấy thêm trái quỷ lai thức tỉnh cùng lúc theo phong cách của hai hệ khác nhau. Lần đầu đụng phải một đối thủ có năng lực quái đản như vậy, Kaido khó tránh được việc bị động và ăn đòn từ Luffy. Nhưng ông ta cũng không dễ dàng bị hạ gục như thế, hai bên vẫn ăn miếng trả miếng chứ không có ai ao chỉnh người kia. Trong chap này chúng ta cũng có câu trả lời cho việc Luffy sẽ hô Gomu Gomu no, Hitoi to no hay là Nika Nika no. Bởi tiếp theo Luffy sử dụng một đòn tấn công mới toanh có tên là Gomu Gomu no Gaigun. Chắc anh em cũng không bất ngờ gì với chi tiết này, bởi một thanh niên mất não chuyên phá kế hoạch hô Gomu Gomu no đã quá quen thuộc đi theo chúng ta suốt hơn 24 năm qua. Thật khó để Oda thay đổi điều đó. Hơn nữa Luffy không hề biết tên thật của trái ác quỷ mình sở hữu. Cậu luôn nghĩ mình đã ăn trái Gomu Gomu no Mi, đi đến đâu cũng nói mình là người cao su, do đó bảo Lù thay đổi cách hô là điều rất khó. Còn một điều khó tin khác nữa liên quan tới chiêu mới của Luffy. Khác với mọi lần, sau khi hô tên chiêu thức, Luffy lại không đấm đá Kaido mà chiêu Gomu Gomu no Gaigun tác động trực tiếp lên cơ thể của chính cậu. Chiêu thức này biến tất cả bộ phận cơ thể của cậu thành khổng lồ. Giờ Luffy sở hữu kích thước không khác gì người khổng lồ. Hóa ra Gear 3 chính là gợi ý của Gear 5, đã có các bộ phận khổng lồ thì cũng biến thành người khổng lồ được. Chắc anh em chưa quên ở Arc Thriller Bark, bang ngũ rơm đã phải chiến đấu với Luffy pha ke trong dạng khổng lồ. Khi Keiko Moria cắt cái bóng của Luffy cho ma trận Oas, biến nó thành zombie mạnh nhất sở hữu mọi kỹ năng chiến đấu của Luffy. Mình nghĩ chắc chẳng ai quên hình ảnh một gã khổng lồ đầu có sừng hô Gomu Gomu no và luôn mồm tuyên bố mình sẽ trở thành vua hải tặc. Cứ tưởng Oda chỉ tạo ra một kẻ thù cho bang mũ rơm vậy thôi, ai dè hơn chục năm sau nó lại trở thành sự thật rồi đấy. Một điểm khác với ma nhân Oas là Luffy vẫn giữ được mái tóc rực cháy cộng thêm giải khăn bằng khói cuốn quanh cổ và phần cánh tay, trông cậu không khác gì một vị thần khổng lồ cả. Đúng lúc này Momonosuke cõng Yamato lên sân thượng để nhìn mặt Joy Boy và cả hai bị sốc nặng khi thấy hình dạng mới của Luffy. Thế nhưng như này vẫn chưa đủ sốc đâu, nghe tiếp tới hết video thì anh em ngáo luôn. Đang đánh nhau bỗng Luffy hết năng lượng, cơ thể xẹp lép lại giống như lúc dùng Gear 4 mà hết Haki. Nhưng vào lúc Lù bất tỉnh nhân sự, nhịp tim như tiếng trống đó lại vang lên và cậu lại hồi phục. Này thì Phượng Hoàng bất tử, chị thường ngay lập tức, với lại da rồng cứng phục hồi nhanh, tất cả đều phải quỳ xuống hết. Phục hồi với lại chị thường xưa rồi, ở đây chúng tôi không làm thế. Phải như chết rồi hay kiệt sức hoàn toàn rồi ngay lập tức tim đập lại, hồi phục nguyên vẹn để chiến đấu mới gọi là hợp thời đại. Đúng là lỗ bịch thật, vừa khổng lồ hóa, vừa cái tử hoàn sinh, cứ đánh nó chết tim nó lại đập. Mà khi tim đập thì kiệt sức hay cạn Haki nó vẫn phục hồi hết, thế thì chơi một mình. Một vị thần không tồn tại ngoài đời chỉ xuất hiện trong thế giới One Piece do Oda tự nghĩ ra, cho nên bác có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với Luffy. Nhiều người chắc hẳn sẽ rất cay, rất khó chịu với kiểu búp không cần logic này. Nhưng chuyện của người ta mà, người ta thích làm gì chẳng được. Giờ tóc Luffy đang cháy rực, nếu một lúc nữa anh em thấy ngọn lửa tắt và đầu Luffy chọc ngóc, rồi nó hô Gomu Gomu no đấm thường nghiêm túc thì cũng đừng có mà bất ngờ. Omo ngại gì bất bẩn, Oda ngại gì búp bẩn. Cuối trường Luffy đấm một cú rất mạnh vào mặt Kaido rồi nói: "Vui thật đấy Kaido nhỉ?" Chắc Kaido đang lẩm bẩm: "À nó chứ nghĩ mà cay, nó cậy bố nó là nhà phát hành game bị đánh cho đăng xuất khỏi server rồi lại được chủ server nạp cho Super VIP Pro. Thế này thì ai chơi lại? Đấm mình xong nó còn kêu vui nhỉ? Mày được búp thì mày chả vui chứ tao vui nỗi gì?"
Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay đừng quên dành tặng mình một like và bấm vào đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Chuyện Tổng Hợp nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại.